Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bố anh em mình để lại chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Đây chương trình bắt đầu săn bắt bồ con nước mặn nha cô chú anh chị. Nước mặn lên thì cá quát với lại cá ngát, tôm càng đồ nó lên cũng khá là nhiều. Ở chỗ anh em mình thì đang vô mùa nước mặn. Ở đây thì nhiều anh em hỏi là nước ngọt hay nước mặn. Thì nó mặn được mấy tháng nha cô chú anh chị. Sau đó là nó sẽ ngọt lại. Một năm mặn chừng, nếu mà mặn nhiều quá thì 2 tháng, 3 tháng. 3 tháng mặn nhiều 3 tháng. Thì cũng khoảng 3, tầm 3 tháng à. Ít thì khoảng tháng ngoài à, rồi nước nó lỡ. Ừ. Thì cái mùa nước mặn hiện năm được mấy tháng anh em mình tranh thủ săn bắt theo mùa ha. Bữa nay thì bố anh em mình đi thôi. Hậu thì nữa. Bữa nào rảnh thì mới đi với mấy anh em mình. Giờ bắt đầu xuống sông mình đi mò nha. Đây say dữ rồi nha. Nước giờ này chưa sát. Anh em mình ấy dạ. Cái điểm xuất phát sẽ là cái bãi đá. Hả? Đạp dính tôm luôn hả? Trời kìa kia. Nhẹ nhẹ anh chồng ơi. Đá không đó. Ở đâu lặn cái thị kia cho cái giọt. Có tôm hả? Có tôm. Tiếng mới bắt mà nó không có tôm gì con. Xuống đây kiếm mớ tôm rồi. Nè em có tay em làm ăn chắc chết. Tay chắc đi đảo tôm cạn có tôm. Dính chưa? Dính chưa? Thấy gì chưa con? Đâu rồi? Đâu? Cô biển hả? Cô ơi. Dạ rồi. Đâu rồi? Cậu. Vô rồi. Ôi lọc lòng máng anh Cộng ơi. Quá con chọc kìa anh ơi. Quá. Nè nè, ghé bỏ cái này vô trước đi. Vô trước đi. Em nhìn đi kêu đi vô cái kiểu. Ừ, nhí nó kêu một hai phải xuống bãi đá này cho nó nè. Ơi. Quá. Ui. Wow. Trời. Trời ơi, cậu không? Nó giục tôm luôn rồi cha ơi. Đá. Mò đi khe, em cầm cho. Hả? Phải rồi, em phải cầm anh mới mò chứ có con tay thụt phải đá sao thụt. Anh mò đi, em cầm cho. Ơi ơi, chuột tới bụng đi đâu, xách cái cạm luôn rồi. Sáng bị nóc ao hả? Đi lên. Tay thụt vô vừa vậy. Ôi. Lớn. Siêu huynh đĩa mà. Đây mấy cục trơn luôn. Đấy. Có cái cục chỗ này mà hả mày nhớ không vậy? Nước nhiều nha. Ủa có tôm. Cạn này kia. Tôm cạn. Chuẩn bị lên nè. Đẹp tay rồi. Thấy tao. Hay quá nhí ơi. Dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi kìa. Đụng cái cạn. Vậy đó hả? Đụng cái cạn. Nè, cái tay kìa. Ui. Đánh cái này luôn. Dính nó đi, dính càng cho họ thôi. Hơn 200 gram này con này. Chàng. Ai vậy? Vô nhí. Ngỏ. Hôm trước này bắt mấy lồng máng. Ông làm bán con. Ừ. Chồng mới vậy. Cái này trước đây, cái đó sao? Chồng ngách dưới á, ngách này đạp mà.
Từ từ anh trọng cho nhí chùm hang cái chứ. Chùm hang cái chứ. Phát hiện được một hang. Nè, chịu chơi sẵn nè. Đạp dữ rồi. Chưa? Giữ được rồi. Hang này cũng trọng mà. Không bự mà cũng không nhỏ, nó vừa vừa. Cây nữa được anh chồng ơi. Cây nữa. Chịu cho anh ra nhé. Nó luôn luôn. Hi. Thằng bỏ lên lại. Còn một cái ngách nữa mấy. Vì cái ngách của anh á. Cái ngách của anh là ngách thở. Vậy hả? Cái bên trận gian là mấy ngách ấy. À. Ôi trời ơi, chảy à. Quá chảy à. Quá chảy kỳ nữa. Em vô trong luôn rồi đó hả? Em ném luôn á, tại vì nó bể. Không phải là bể, là có cái ngách thở luôn á. Có cái ngách thở luôn rồi đó hả? Ô, ăn cái bự không nhé. Thế hả? Tính rồi. Đâu mà có thằng nào đó không? Chụp thằng này chưa? Chưa. Anh để chờ luôn rồi. Anh trong anh dành mình dành có đụng chưa? Có thở, có ngắt thở. Ủa anh chồng này đụng thằng kia nói mặt. Nè, vô anh nè. Giống như cái hang trên gò chết. Ừ. Mới có ngách với cái á. Hai ngách rồi, ngách thở nhỏ luôn chứ. Hàng đó phải hai cái không nhỉ? Thằng nhí ơi, sao gặp mấy trên nó có cái hàng chạy vô á. Thấy không? Mấy trên cái giọt á. Không, sợ sót hàng thôi. Cái đó là cái hang cũ á mà nó ăn lòn ở đây. Để. Nó nằm ở dưới cái mấy vực luôn á mà nó ăn xới vô cái vợt mình á. Nó là sâu vô luôn á. Thấy không? Lấy cục đất anh ta ém rồi rồi đó mà ném đi chắc. Bự lắm, lớn vậy nè. Ừ. Thấy không? Đúng không? Rồi xỉu nha. Có, ăn rồi đây. Đúng rồi, đạp chưa? Đạp đi, chơi. Chơi dạ. Đây thì một ngắm. Một cái đây. Không không. Ủa, vui. Ôi, sâu kìa. Có gọn không? Có lắm rồi đó. Sâu lắm. Có con cá. Có con hả? Ừ. Con hả? Con chúa hả? Chạy vô nó là gì rồi? Có sẵn sàng không? Có. Cái sông. Cái đuôi nó không có. Nó chạy
chạy một cái thịt ra vậy á, chạy ra rồi mà không có không, nó quay ngược trở lại, nó vừa tới cái miệng nè nó quay ngược cái thực là vậy hả? Đó coi đó, đó. Đúng cây thục đó rồi. Con phần nhớt một chút. Đây nhé. Có cái dây dụng được bởi ta. Cái lưu xình lắm. Coi cái miệng trên anh chồng. Hả? Miệng trên ném kỹ chưa? Miệng luôn không chạy ra. Con hả? Con dính lên. Trời ơi. Cái gì sáng mày nó lì lì không vậy ta? Con sình á, sình dữ lắm rồi. Cầm thêm cái cây đây nè anh Trọng. Đưa cây này đây nhé. Không có móc cái gà gì, móc con gà nữa. Ghi bàn là được rồi, hang đầu tiên ghi bàn là được rồi. Không cần hai con rồi. Rồi. Ghi vàng. Nghe chưa? Chuẩn bị ra. Không cho à? Đã luôn rồi kìa. Ra hả? Ra rồi. Ừ. Ủa, anh ơi. Căng hả? Phải không? Càng ngát. Ngát gì ơi, kêu hoài. Ủa, luôn cá ngát nó mập. Có vô cắn không? Không. Thọt hay vô rồi. Thịt nó chậm dữ lắm. Còn vô nó mập kìa. Giặt sình cái cho nó khỏi lối trộn nó lì nó sợ gì trời. Không, ổng vậy mình bị lì hoài luôn anh chậm. Ừ. Nó ra tới cái miệng là nó trộn chung với sình đó, nó không thành ra. Sướng quá sướng. Quá sướng. Vô, làm việc. Trời cái gì đâu mà chơi. Đây rồi nha. Lấy bắp của anh chậm. Ngon ngon. Một dây. Này nó tét cái gà, nhưng mà cái gà nó vẫn còn nhọn như cái kim. Lấy nét hay nhỉ? Đây. Cảm giác đã thì xem ơi. Sao? Đã. Nghe nó chung ra một cái vút một cái là ba gai. Ok, làm nha. Học vô lấy cái ngón tay chỉ chọt chọt. Sao cái mày cá nó lì dữ vậy ta? Chọt cái nó mới chịu chạy cái cụt ra. Quá đã. Càng ngát. Ê, con càng có chung nữa không? Kẹp trước hả? Kẹp xiên. Tiếp tục. Hàng tiếp theo chỉ đang chụp hàng cái nước nó bắt đầu rút rồi nè. Thao trời nó chậm. Qua đây bỏ cái thao lên cái cục này nè. Đây nè. Có cục gò bự kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phút. Chịu ảnh đi ngươi. Bự không? Ngon. Hình cặp cái coi. Rồi. Sao bữa nay chảy dưới vậy trời? Nước bữa nay cũng phải mà. Chọc đâu rồi ta? Chơi dính rồi. Tới dưới này. Hết rồi, hết rồi. Hàng này có ngách với cái à. Hàng ngách trong này, hàng cái nó sẽ xéo ngoài kia. Thục nếu mà có thì cá sẽ chạy ra liền à. Chọc đâu. Hàng đâu. Gì vậy? Cái gọ đây là trước đi. Để ai thục nó ra trước đi. Đâu, ngồi mất cái gọ sao? Ừ. Được chưa? Quá, tốt đấy. Đó là cái ra. Em này cũng gần. Đi, đi, đi. Đi, đi. Chắc cũng gòn đó. Được một con. Quá gì vậy? Còn không gòn, còn quá. Này có mùi sưng nè. Sưng ghê. Nè, không có giò anh nè. Mấy con rồi nhỉ? Hả? Mấy con rồi? Hai nó câu. Lũ quá câu không? Nè, cá bự lắm. Cá bự lắm hả? Giò anh nè. Nè, giò anh. Hãy đi anh chầm cho nó ra ông ra mất cái gò anh chầm ơi. Nè nè, cứ lấy cái gò nó giò anh luôn. Đây hả? Rồi ra hai con rồi. Rồi, lên giật luôn. Vô. Ngon. Tự giọng nữa anh giật. Hai con rồi được rồi. Thôi. Lên giật ạ. Lên. Hai con rồi lên được rồi. Hai con chứ đâu qua nào. Cá đâu có kia nào qua con. Ủa lên. Ủa lên. Thôi. Quá đã rồi. Rồi rồi. Ra câu quát trước hả? Ơi một cặp đó, cá ở cặp là nó sẽ cắn như vậy này nha cô chú anh chị. Đây hai con là kiểu gì nó cũng phải cắn chạy nhau hết á. Xin đếm. Ừ, đây để em ghi ra chứ. Nó con này bự nè. Vậy đó hả? Một gai. Khúc này tiếp. Này nó chạy nè. Cái gai nó xíu rồi. Đây. Đèn 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 đèn. Đèn đèn đèn. Con này ra tới miệng nó nằm đó, cái nó ra. Rồi đèn đèn đèn. Dương. Trời. Học vô bắt bự trước ha. Trước. Dạ. Quá dữ rồi. Hai hàng ba em. Đèn 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 đèn. Bởi vì anh Trọng nó cái gõ quá trời cái gõ. Không cái gõ luôn mà. Cái gõ bự ăn cặp à. Em chuyện gì đội anh. Anh sẽ về. Mời em về rồi ha. Chung với đội anh. Có khi bữa nay mình trúng nguyên vọng luôn nha. Nguyên vọng luôn. Rồi lên tới này rồi. Rồi, rồi, tiếp tục cuộc hành trình. Nặng chưa? Nè. Đi săn trúng là anh em mình vui lắm. Thằng cá này chưa chỗ ngách hay sao á.
có ăn cái ăn vô mà mò ngách không có. Rồi, bầu à. Ăn đi vô. Hả? Còn ăn đi vô. Vậy hả? Rồi. Về mẹ tròn con vuông nha em. Trứng này thả đẻ dữ lắm. Nhiều của chú anh chị hỏi sao mình muốn đem về hàm. Thật sự mình cũng muốn đem về hàm, nhưng mà Danh nghĩ là ở cái môi trường thiên nhiên á, tôm nó sẽ sinh sản nó đạt hiệu quả hơn trong hầm mình nuôi ha. Cho nên anh em mình sẽ thả. Đặt phụ ra từ từ lần lần chứ. Đây phải không? Cái giò phải không? Không quá à? Không quá à? Nó khách chỗ lên. Rồi đọc. Đây. Có gì không? Đây anh Phục nè, hàng cái ghét á. Đây nè. Đây nè. Phục mới phục hả vậy? Ờ, nó mới chưa lên tới mặt đất nè. Nó còn nhiêu nữa. Không có. Chịu hai giò chưa? Con cá. Hay quá kìa. Chụm nó luôn anh. Trời ơi, chụm luôn anh chậm. Mấy cái vợt nó rút cái tay ra đã lên à. Mà tôm ở giữ miệng hang hả? Tôm giữ miệng hang. Rồi rồi đập đi, đập đi, đập đi. Đập đi. Cái đuôi đâu rồi? Đây đây dính đuôi rồi. Ừ, dính cái đuôi nó lên luôn nè. Đập lên. Thôi nó chụm lên đó. Chụm lên chưa? Chụm ngang bật 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 lên đó. Chú anh chậm. Chưa? Chưa. Quậy. Con nói gì vậy? Chưa. Gì vậy? Đâu rồi? Chưa chưa. Chú xuống ra gì rồi? Đâu xuống được. Đó đó đó. Anh chú xuống chưa chú. Nó lên tới nè. Em lên đầu. Ừ. Sao cái đầu nó đâu nó đụng. Đó đó đó. Nó chưa có lá. Cái đầu nó lên nổi rồi. Nó lên không nổi. Móc móc cái hàng ngách chút xíu anh chậm. Không, hàng ngách bự lắm. Dạ. Hàng ngách chút xíu à. Em đang đụng luôn nè. Móc cái ngách á. Móc cái miệng hàng ngách á cho nó lên. Đây nè, nó ngay chân cái lên mà nó chen lên không nổi nè, nó lú lên khúc rồi. Dạ, tới luôn rồi đó. Móc luôn. Vậy nó bắt nó luôn á. Bắt luôn đi. Bắt tay luôn hả? Không, cho nó ra vợt chứ. Bắt sao được, bắt đi. Nè, em đang đẩy đuôi đây nè, cái đầu nó lên mặt đất rồi nè. Mà nó lên không được. Lấy cái tay. Nè, lấy cái tay thọt xuống đụng nè. Anh móc cái miệng hang gọng gọng ra cho nó lên á. Nó đang nằm lừng 50-50 với cái vợ tí cái mặt cái dưới đất á, nó đúng cái nó lên cái dưới đất rồi đó. Sao đụng gai hả? Ừ, sao đụng gai đó nè. À. Đụng chưa? Ê đừng bỏ mẹ coi nó có bỏ đâu xuống à. Này cái bưởi. Nè, cái đầu nè. Nóc lên luôn. Nó lên đó lên. Lên giờ nó chưa. Em đang đẩy đuôi mà nó không đẩy lên nè. Đẩy cái đầu cái hang nhỏ quá. Kéo lên phải không? Kéo. Móc ra móc. Đây từ từ. Mày móc chân này. Lấy cái tay thường còn. Đây nè. Ai da cắn rồi. Cái gì vậy? Cái da hai chú hầm đá trong rồi. Rút ra chưa? Đang rút nè. Nét cái này để gì cũng nét đó. Đang để em coi còn con nào không? Hết rồi. Ra đi ra vợt chưa? Dạ. Chưa giật vợt. Xe đừng. Ờ, đúng rồi. Ê, cũng thấy được nữa mà. Không, hết rồi. Cũng thấy được không? Dạ. Còn đây nè, em đang chịu. Bỏ đại vô. Bỏ đại vô vợt đi. Có còn rõ không? Không. Rồi, tới giò. Hết rồi. Mò cái cổ cỏ nó không vậy? Cá này cá ngé. Hơn nửa ký. Hơn nửa ký à, không được nửa ký đâu cá này. Quá dữ rồi. Đây. Gai gốc nguyên vẹn. Cá thiên nhiên mà mình bắt lên là nó phải như vậy. Cái này cũng là cái tính xác thực của cái video ha. Thì nhiều anh em yêu cầu Danh review gai. Thì đó, mình sẽ review gai để mình có thể xác thực được cái con cá tự nhiên mình bắt lên nó phải gai còn nguyên như vậy nè. Để anh chồng ơi. Cái này ở mình không có dấu cắn.
Thấy chị bầu đó ổn em, tiếp tục cuộc hành trình quá sướng rồi cả nhà ơi. Thằng cá hả? Mang cái mò kỹ kỹ đi, nó cạn là 24 sao còn ngắt nữa đó, chứ không phải giỡn đâu nha. Ngắt chiếc cái hả? Cái mắt không? Cái con sổ em mệt không? Bóng hả? Bóng hới à. Trời ơi. Vô giờ con nào chị nhé? Vô con hả? Vô ra vô nào chứ. Anh chưa đụng nó nè. Vậy đạp ra tới đi. Anh ngồi anh ném mất tiêu luôn rồi nè. Cá cũng trọng. Vậy đó hả? Cá cũng trọng lắm. Đấy cái đầu này nè, gà con là. Gà bổng gà bổng gà con hả? Gà bổng rộng cái đít. Gà con ơi. Ê cái đầu chui xuống đây nè. Quay vô. Cái cái. Cái cá được đâu? Phải tham, nãy móc cái lỗ cho bự rồi giờ thảm lại thôi nè. Xuống cái đùi nó gù nó ngu nó nè. Thấy không? Quá hết anh cá tới rồi mà. Chúa. 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 1000 đi bắt đầu thoảng tay vô được. Thôi, có đụng cái kìa thôi. Thôi thôi thôi. Để đi ra, ra ra. Hai cái giò em vô hang luôn rồi. Đúng quá đụng cái gì nữa. Ôi có cái cổ bên đây. Mình đừng dùng cổ. Dùng cổ con nó coi. Em tháo ra. Nghe luôn em trai. Đừng em trai. Em gái chứ. Ê em cộng. Cái giỏ anh hả vậy? Mình con này cũng cả ký à. Cái gõ xuống anh nè. 800 gram. Rồi dở cái nhé. Dở dạp đồ, đạp đung vô luôn nhé. Khoan nghe nhé, đừng nghe hai anh em đụng giỏ. Đúng rồi, nó quá gõ vậy. Sảm ăn nha. Rồi, em đang giữ cái giò. Anh đã sảm cái gọ lại cái. Sao cái gọ có trái dừa nước nhiều quá vậy? Nó pha vô. Pha vô. Cái gọ xuống đây nè, đây nè. Nghe cái bàn giò anh mà mắc cá dưới á. Bây giờ. Cái gõ bự lắm á nha. Xinh nó vô rút rút luôn á. Gõ bự rồi chừng con đó. Nếu mà có là anh em mình sẽ bắt bằng tay luôn á. Đỉnh chưa? Chị nghĩ này cũng bắt bằng tay được hết á. Đúng chưa? Cái móc ra mà, móc có bể luôn mà. Bể gõ hả? Không có bể. Trời ơi, bể gõ rồi nó chung ra cả sao kẹt chọc kịp. Rồi. Anh đang sẵn xình vô nè. Đây nè, gõ này. Ừ. Cái gõ bổng gọn nè. Đụng giò anh đầu bự lắm hả? Chạy lên cái giò anh cái đầu bự lắm. Dạ, cao quá. À, cái gì? Vậy? Đứng cái đạp xinh không vậy? Phải. Phải xinh được đếm họ tay vô thử. Họ tay vô. Nhí đạp xinh nó độn lên tưởng em nó lụi. Lại vô đây, con cá nữa. Nó lì nó thành ra. Ê, dạ. Móc cái hang nhỏ. Ê, nó quá vậy? Đâu có đâu, em đạp xuống tới cái giò dưới rồi. Ừ. Nè, anh nghe hai giò ăn. Rồi, anh rút cái giò ra đó nha. Mặt
cho vô nha. Ê, ê, nó luồn luồn sẵn nữa anh Trâm ơi. Nó đang luồn. Đang luồn đá phải không? Đang luồn luồn vòng vòng. Thì nó đó, nó chưa có đủ sình cứng của nó đó. Ngon 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 ngon. Anh em không có kinh nghiệm á, tuyệt đối đừng có bắt bằng tay với con cá này nha anh em. Anh em mình nói chung biết nghề thôi chứ không phải là gọi là giỏi hơn ai đâu. Ai biết? Cái giò đây phải không? Anh Trọng thì vô phương rồi. Cảm như được. Ừ, cá bự quá. Ủa, thì đó nãy cái đuổi quá ủi rồi. Ờ, kệ nó đuổi cho chịu đi, chịu chút xíu đi. Cho nó nghỉ mệt. Hai giò em cứ ngắt rồi sao anh lấy? Không dồn xình vô được. Vậy? Hai giò em cứ ngắt. Ủa sao nãy giờ anh kêu cưng dồn xình từ từ? Sao dồn được? Hai giò em cứ ngắt rồi nè. Ở trong có xình chưa? Anh móc rổ nhỏ trên đưa xuống lên dầm. Ừ. Đặng dồn xình em đó, em cứ ngắt luôn à. Em hai giò chịu nha. Ừ. Đút giò này lên đi để bao giò. Rồi. Nó xuống rồi đó, chỗ đó. Chỗ đó. Dồn xình đi, cái giò em, giò em. Cái giò hả? Ừ. Dồn xình đi, dồn đại xuống đi. Giật mình khẽ. Cá bự lắm. Dồn đại xuống đi. Dòng sinh đi, dòng sinh đi. Dòng sinh đi, dòng sinh đi. Để cái tay bệnh nha, lỡ nó chùi lên thì ém luôn nha. Dễ vậy. Rồi. Dòng kịch kịch vậy hả chứ? Dòng sinh kịch kịch vậy hả? Ngon lành. Giỡn nha. Con cá nó lên cái đầu trước mà. Đâu chịu cứ ngắt là được rồi. Đó, nó quậy đó, quậy đó. Đấy, đừng móc quá giờ em nữa, đang thôi nó bể à. Anh chặt nó kìa. Không ngờ. Anh Trâm chuẩn bị lên cá nha cả nhà. Cái này quá. Lên chưa? Chưa. Cái đầu bự quá trời bự. Sao rồi móc hai cái màng đó. Ngon lành. Chặt cái bụng sẵn rồi. Chặt bụng sẵn rồi anh Trọng ơi. Con chịu đây, con chặt đâu được. Để ngay, để ngay. Lên chưa? Chưa. Thôi này lên nè. Ảnh đang ém thêm á. Đừng chọc ổng nhí. Ê, đụng hàng cái đây, cái thò vô đụng ngắt luôn à. Con sải tay hả? Lên chưa? Hay quá kìa ơi. Cảnh. Wow. Ôi ôi. Đẹp quá luôn. Đẹp quá luôn. Ôi. Ôi cả bằng cá nãy rồi. Ừ. Chí cái đợi con chuyện rồi. Chị. Lên. Cái lỗ. nó bị tét. Nhưng mà cái mũi nhọn như cây kim nó vẫn còn nha anh em. Đó. Ngay trên nè, còn nguyên vẹn nè. Đó. Ok, con này còn cá quắt. Nó tét một cây chút. Ừ, nó bị rách da là do nó cả vô cái lưới. Đây. Ok mấy anh trai. Ok mấy anh trai ơi. Con ở trên đây. Rồi. Mình làm hai con người con. Rành. Hả? Đưa vô. Tới luôn rồi. Chuyện rồi. Tới chuyện rồi. Vô đi. Nặng rồi. Tiếp tục còn nước chưa? Còn nữa hả? Còn nữa. Đi bữa này cho tới mà. Bữa này cho tới luôn à. Cho con chiếu chị mình xem cho hấp dẫn luôn. Bù lại những ngày anh em mình thất thủ nha. Vô. 8 tí rồi. 6 con rồi. 8 tí. Tiếp tục cuộc hành trình. Ăn cá mới. Rồi. Ăn đi. Ăn cá rồi. Được không? Ra cho.
chưa? Chưa. Chưa để đập nó cho vô bỏ. Thôi chồng ơi. Để mồi em vòng. Đem này đến bờ ấy. Đó thì khỏe. Chứ mà khác. Cũng như một cái bãi luôn á. Giật giật cái rộng cái giật mình. Hiện tại bây giờ là nó đưa cái đầu vô trong rồi. Nữa kìa. Cái đầu vô trong rồi. Cái ách tắt rồi đó. Cá này nhìn nhí bắt anh chồng. Một cái ách đi. Ê, nó quầy gà, nó quầy gà. Quay cá sẵn tình đấy. Có chừng hai con ấy rồi. Sao sao nó không lên? Cái gì? Cái gì? Cá bự. Cá bự hả? Ừ. Ngon lành cành đào. Ê, đó, 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 chụp mình. Đó, đó, chưa? Cá cái. Cá cái rồi. Rồi. Cá được ra nhé. Không biết nữa. Đó. Ê, có dấu cắn nhí ơi. Có dấu cắn trên đầu nè, ôi. Có nhí ơi. Có dấu cắn. Ê, ê, cái gì? Ai dở vậy? Để giờ canh cầm về. Có gọi không? Vô gọi kìa. Vô gọi phải không? Khá có dấu cắn. Đâu, có dấu cắn này à. Rồi, cùng. Ừ. Cùng hả? Cùng hả? Cái gì? Rồi. Rồi. Gần quá nó ra con. Ổ gỗ cắn khô. Gỗ cắn khô hả? Ừ. Lắm. Ngon ngon. Ây da. Con này ký mấy. Có dấu cắn nhưng mà trong hang có con à. Hai hang gần quá sợ nó trồng cá đực nó ra. Trời ơi nó cắn tè le hết trơn nè. Càng nước nè. Cái hang gần quá à. Ok, bẻ đi anh chồng ơi. Giờ mới chịu cái ổn cho lên luôn. Vô. Bảy vậy hả? Bảy. Bảy. Nè. Dạ mấy. Hên hên bữa nay làm được số 10 không? Phá kỷ lục rồi. Đó. Thôi rồi. Tiếp tục con hành trình đến em ơi. Mình cộng cá nhà mình đi tiếp tập 2 luôn. Còn khoảng tiếng mấy nước lớn rồi, nên mình tranh thủ làm cái clip này cho nó trúng trúng ra. Hả? Chắc kiệt luôn phải không? Phát hiện thêm hàng nữa. Nhắc cái cái hả? Nhắc cái à. Con làm vậy? Ok. Chồng đạp thằng ngách nếu có thằng cá. Ôi, con cá. Ôi, có chưa? Chưa hả? Mạnh lên. Có gà rồi. Gà chưa? Ờ dính đèn. Ờ đi đạp ra tiếp. Đạp mạnh nhất. Rồi rồi rồi. Rồi ra. Ra chưa? Ra. Từ 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 từ. À, còn coi chừng còn con nữa à. Dạ. Còn con nữa không? Cú bự lắm rồi. Ôi, dạ. Ừ. Ôi còn cá cái á, coi chừng còn cá cái á, cá đực ờ con này cá đực, cá đực mạnh chứ, mạnh chứ, để em ra đây em lần ra luôn à, lần nè tới một chuyện rồi em lần ra luôn. Cá cái đâu, cá cái đâu, cá cái đâu, cá cái đâu dạ chưa đâu, dễ đi cũng sát cái đó đó tròn vô tròn tha lắm cả cước nữa. Em vừa gọi con cái coi. Cái gì? 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 Gì vậy? Ghe chạy cứ 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 cứ. Cầm
không? Đang cầm cái đồ che gió này nhí ơi. Mũi tên nhập nè, mũi tên nhập nè. Được tiếp kìa. Vô gọi coi còn em nào không? Ký không anh Trọng? Cái hàng đó cũng chưa chỗ rồi đó. Cái hàng đó nó cũng chưa chỗ rồi đó. Cá quát hả? Mò mò cái nó phụp cái gì? Mò mò cái cạp xuống cái. Có dấu cạp á. Có dấu cắn hả? Có gà nè. Biết sát quá không có gà không? Quá sát rồi. Em cái đi rồi. Em cái nó đi ra rồi. Dạ. Rồi lên đi ra. Đi ra đi. Đây, mình sẽ review gai. Wow, một gai. Hai gai. Clip này chắc để đời luôn rồi anh Trọng ơi. Ba gai. Rồi, ok, mẹ đi anh. Con này cỡ 1 ký à? Ký thằng ký, thằng ký mốt trở lại. Ký mốt trở lại hả? Có dấu cạp không? Cạp nhỏ nè. Cái mỏ hả? Ừ, nước quá cạn. Ờ, ừ. Nước quá cạn, cá nhỏ nó ra. Thường thường nó chạy với mình á. Rồi, dấu gạo. Ô, cá này chết đấy. Nhìn kỹ. Tiếp tục cuộc hành trình. Hàng mới nữa nha, cả nhà. Rớt vô động là nó ra liền. Bắt tính cương thể ngát nó lại vậy. Có thằng nào nữa không? Không. Cầm chứ đường nữa hả? Xuống dưới. Nghĩ là giữ ngáp hả? Thằng này có ngáp với 1 cái à? Xuống bự không? Thank you.
cái bãi này làm kỳ á nha. Bãi này làm kỳ đây. Hang xuống này đang vô á. Ngon vậy? Ừ. Chồng mới đi chặt cà đá lên nhiều vậy. Có chút đúng không? Cầm nhiều vậy. Móc có được không? Móc xuống khúc có được không? Móc xuống khúc có được không? Đi đụng cá hả? Đó. Sâu sâu. Ủa đạp hang vô vậy? Đạp bể cái hang nè. Bể cái hang cũ nè, hang nãy giờ một hụt nè. Sao không đạp cái hang lên dò cái hang dưới không vậy? Đó đạp cục sình rồi mới vô cho nó dễ nè. Hang này bắt tay hơi sâu cho nên nó hơi cực một xíu. Cái vật mà. Ừ. Rồi, xuống đi, xuống đi, xuống. Tiếp tục xuống. Trời ơi, cái gõ gì sẵn kinh hoài mà không hết trời. Bả nó ăn vô dễ, nó ăn cặp mấy vật luôn. Ăn cá làm ngộ rồi. Ừ. Gần tới đó anh chồng. Em móc gần tới rồi đó, em nhắm xình vô coi. Thứ thích chưa? Nghĩ trứng đâu? Trứng mới bắt được, trứng cộng trứng bắt được đâu. Móc, ăn xuống, móc cái hang dưới anh đừng đập nữa. Ủa? Ăn xuống á. Đừng ăn xuống nãy giờ anh đạp xuống nè. Đạp. Anh móc ở dưới, móc chậm chậm, chậm bên nó chậm mấy giật luôn á. Nó lỡ lắm. Nó chậm mấy giật luôn, móc từ xuống. Cá bự nhé. Con đụng nó sống biết được không? Vậy hả? Gây cây không? Giờ cây xuống đây đường trọng. Mấy hàng bắt tay này gây cấn. Vừa tới nghe nó ủi mình lên, ủi mình lên, giật lên giật xuống nha, ủi lên luôn, nghĩ là luôn cái gì? Không, nó đụng rồi đó anh Trâm, nó đang quay đầu ra mà. Trời đất, anh khẳng một thằng rồi, bự chưa? Đúng bự, đặt bự không? Chú tự tự cái đó. Khổ bắt chịu nó. Anh đừng có dựng cái cây anh xuống, anh dựng cái mấy giật xuống luôn á. Thì hai vô đụng luôn à? Bên này. Nhém xịt vô rồi hả? Học xuống như đụng đá hả? À. Anh Thịa chuẩn bị lên cá. Đâu anh? Cái tay em có vừa đụng á. Cái tay cục quá à. Vô có 1 phút. Không đụng, tại em nằm. À, nằm cặp phía trên dưới chút xíu à. Cái tay vừa tới cho nó chút xíu à. Ủa, cái hàng đụng đụng. Hụt hang này đi, đạp cá trong hang dưới. Cái hang trong hả? Hang trong hang vô đây nè. Cái hang trong bốn con. Sao anh đắm trong con nữa? Không biết nhé có sao. Ôi! Ôi! Đâu rồi? Ôi! 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 Giữ con cá cái kia. Anh giữ hang chị ơi. Cá này cá ngát. Cá ngát rồi nhé ơi, phải không? Cá ngát. Quá dữ rồi.
quá ngon, quá ngon, quá ngon. Quá ngon, quá ngon. Ra đi. Bằng con bắt đầu tiên, cỡ cỡ chậm chậm. Đây. Ở chậm mệt rồi. Trời, xanh mặt hết trơn kìa. Chưa. Rồi đấy. Hay quá Nhi ơi. Vô, vô, vô. Cho nó thở cái anh nhộng. Vô. Vô. Ui, cá ngát này nó ngon, nó mập đó nè. Chưa. Còn gọi trong nữa hả? Em móc cá đem lên luôn, thùng nữa, nổi. Còn cái gọi trong nữa để anh chồng anh coi chưa coi. Lên đi gặp trong này chút đi. Nhí đang vậy. Nhảy chậm cây vô rồi. Chị mà đạp hang nó không ra trời. Hôm nay hang tại mình đạp chặt lắm rồi. Vậy hả? Ê đừng nghe vừa cái này. Mình đạp đây nó trượt ra mà nó ăn ngược trở xuống. Nó chưa lên chỗ này nè. À. Chỗ mở miệng lên chỗ này. Đi đi. Vậy. Cùng không hả? Vậy là hang này được con rồi. Ôi, đúng rồi. Đúng rồi. Lớn vậy. Hai con nữa. Tổng cộng được 9 con. Chín con quá đã. Chín con mười mấy ký á hả? Chín con mười mấy ký á. Chín con này mười mấy ký ha. Giờ anh em mình đi lên về nhà mình quay tổng kết cái thành quả luôn. Lớn à? Cũng lớn à. Ha. Mười một ký rưỡi. Ok, chín con 11 ký rưỡi. Này bán 1 triệu mấy nè. Tới luôn rồi. Ôi. Quá rồi. Quá. Xa. Clip này để đời luôn. Đó giờ chưa có từng bắt chúng vậy luôn nè. Trả xả nó ra ngoài vậy. Xả ra ngoài nữa rồi. Ờ, cho nó ra ngoài luôn rồi. Hả, xả nước luôn rồi không? Xả nước. Hết cô bẹp chưa? Chưa. Hết cô bẹp chưa? Đâu mà nào cái đây là 2 con cá quát nha. Trong này là 3 con cá quát. Cái đầu nó thù lù nè. Thấy không? 2 con cá ngát cái đầu nó nhỏ không? Phân biệt mình rõ rồi. Từ ở trên mình nhìn xuống mình đi chợ á. Người ta bỏ con thao á. Mình ở trên mình nhìn xuống mình khỏi cả lật cái hàm đá nó lên. Mình nhìn 2 cái đầu rồi mình biết rồi. Đồng cá ngát nó chè bè à. Đồng cá ngát nó giòn giòn à. Nó không có bự bự. Thấy không? Đồng cá ngát nè. Cá quát nè. Cá quát nè. Con này con ngát nữa nè. Ngát không à? Cái này ngát hết. Hai con này ngát. À, đây đây nó ngát chứ. Ngát. Đó, chỉ có 3 con này nè, quát. Hôm nay là mình bắt 3 con cá quát nha. 3 con cá. Dạ 6 con cá ngát. Ôi giời, bây giờ mình mần mớ này còn mớ anh em chia ra. Bữa nay mình ăn cá nhúng giấm hay còn gọi là tả bí lù. Tả bí lù. Mình đổ nước dừa vô, nãy mình có nấu mớ miếng nước dùng trước. Nếu nấu nước dừa không á thì nó không hái không. Thường phải có pha miếng nước lạnh vô. Ừ. Này 2 trái dừa. À, mình đã đổ nước dừa nhé, sôi rồi. Xíu quách cá. Xíu quách cá. Bữa nay anh em mình ăn 2 con. Đó. Cá mình thái thịt ra rồi, còn cái xương này nấu cho ra ra nước ngọt, ra nước ngọt. Bỏ miếng tỏi với cái phi vô nè. Ốp cho nó thơm nữa người. Này ngủ hậu qua ăn luôn. Còn mớ cá anh em mình chia ra nhà con ăn. Nó thơm nha, cho miếng tiền cho nó thơm. Để đũa đây học. Rồi. Cá tả bí lù này thì mình thái nhỏ nhỏ nè. Lóc xương không mỏng gì. Ừ. Bữa nay cái khúc săn bắt đó mà do là doanh full một clip, thời lượng nó hơi dài. Thì mấy cái công đoạn này thì mình rút ngắn lại bớt. Mong cả nhà thông cảm nha. Quá trời cái hàm. Cái hàm. Ồ, rau nè, không rau nè. Ừ.
bắt ngay rồi đi luôn ngay ngay tới ngoài có nhắc mình thúng thì tới tới đó ngoài luôn đã tới tới luôn lâu lâu được lại. Giờ nước sôi mình cho giấm vô nghe cả nhà. Vô từ từ trước cho thử coi nó chua như chưa. Để chua quá ăn không nổi. Ăn vani chi à? Chưa. Chưa hả? Bắt đầu nêm nha cả nhà, thì trong chén này gia vị thì đường, muối, bột ngọt và hạt nêm. Cho vô. Nêm xong thì mình có thể nhắc xuống mình múc ra nồi mình nhúng thịt nha cả nhà. Khói quá mặt nhằn. Quá khói tóc. Gió nó lồng nha. Tay của Nhí sắp lành rồi nha cô chú anh chị. Bữa bị phỏng á. Nêm nếm nhẹ lại cái là xuống lẩu ha. Rồi. Trong chảo này thì có miếng xả tỏi phi. Giờ mình cho cái nồi nước dùng nha. Lâu rồi không ăn cá nhúng giấm nè. Xíu quách cá hả? Xíu quách cá. Này mình sẽ ăn. Còn ngát chứ còn quá. Xà lách son với lại đậu gồng. Chấm muối ớt ăn bún luôn ha. Làm xương xương mới được trên đây. Xương xương ha. Ok anh. Cho nó giãn gần giãn cốt. Mấy cá này mệt quá. Hậu cái này đi một cái là mê luôn á Hậu. Nên ta có công chuyện. Ừ. Chậm cho cái đầu vô đi anh chậm đi. Sau anh cho chiếc xà lan phải không? Xà lan này sẽ ăn cũng khá. Hai rau dựng dựng lên đi. Mà nấu hỏi teo rồi. Hào. Thịt không? Trong đây thì có mỡ ớt với lại ngò gai. Vừa ngò gai vô trước thôi. Cho miếng thịt vô. Cá mình thái ra nè. Rồi rồi anh chậm ơi. Lấy thêm. Ok. Nghe no xay cái bụng nữa chứ đâu. Vô con. Đây là con với cà khẽ cực nè. Con cảm ơn tía. Nấu ăn đầu nhỏ đi em. Nè bữa nay em cũng chịu không đi. Cũng ghiền dữ lắm mà có một chị. Ờ cảm ơn anh nha. Vô tía. Rồi cảm ơn con. Còn cái bộ đầu lòng với cái môi trên chưa cho quay phim nè. Đó, có hai con gâu chơi sẵn này quay quay phim. Trời ơi như hai con mực. Như hai con mực. Quá đã này vừa ăn xương xương này ăn được rồi ngon. Vậy bớt lửa đi tía. Vậy bắt đầu phù hộ cho anh em mình đi chúng 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 vậy không đi đã biết mấy xương 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 thằng bắt cũng đỡ đỡ bữa nay nè đó giờ mới được chúng bữa nay nè. 2 năm rồi đó. Phá kỷ lục luôn. Hai nặc 5 năm. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Con cũng cảm ơn bà cậu cho anh em con trúng vậy nha. Hy vọng mà bà cậu cho anh em con nếu trúng vậy hoài thì con không mong thì cũng được khá khá một chút xíu. 4-5 con thì cũng được đi. Giống như chập Tết rồi đó. Như chập Tết cũng được rồi. Chập Tết trúng này là này trúng đậm hơn. Cái này à. Bữa nay anh chàng Diễn Nhí bắt tay mấy con luôn á. Cái mồi dưới này anh. Mồi dưới nè, đang giấy. Đã. Nó dai. Béo rồi người. Dài mà nó béo. Đã. Ăn sụng không à. Nha. Căng sực sực kìa. Sao? Quá ngon. Kẹp miếng gào để nó ngán. Trời. Lâu lâu mình ăn một bữa vậy. Cái nghề săn bắt nó vậy á. Có lúc như bữa nay phải không? Phá kỷ lục cái ăn không hết. Có lúc kiếm còn ăn đỏ mắt. Bữa nay không có khi nào mà hết. Có lúc không có còn ăn. Lên đi anh em mình đi từ đầu lao cũng tới dưới kia cũng không có luôn. Mình thì nhờ pha nước mặn lên, cái nước ngọt về cũng đâu có trúng đâu.
mà tới mùa đi tới hai mấy anh. Tới mùa đi tới hai. Gặp hàng đi xíu gặp hàng. Mà năm nay cá lên nhiều hơn năm ngoái nè. Nhiều hơn năm ngoái á. Anh phái nước mặn gì nè, mặn mặn ngọt ngọt, mặn mặn ngọt ngọt, con cá nó còn hoài. Năm ngoái mình bắt dữ lắm ba không còn, chứ không có nhiều. Tính ra bữa nay mình nếu mà mình bán cũng được 1 triệu mấy ha. Tính ký 100 ngàn thôi cũng được 1 triệu mốt. Nước mặn quá thì con cá nó sẽ chạy luôn. Chạy hết chắc có hơn phần nữa. Tại vì mặn đắng á anh. Nó chạy luôn. Mặn mà ngọt ngọt là lợ lại đó. Lên xuống dòng 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 mà con cá nó cũng quay quay khu vực mình là nhiều. Mà chứ mà ngoài sông mình chưa mặn đắng mà. Ừ đúng rồi, nó mới vừa gắt cổ à. Nó hơi lợ 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 gì đó. Như vậy đó là con cá mình ăn vẫn còn ngon. Nếu mà đắng miệng rồi là rồi à. Con cá ăn hết ngon. Nó không còn cái vị béo nữa. Nó bị cái thịt nó bị chai. Ừ, như chai vậy đó. Mà năm nay cá quán là béo. Nó không mặn dữ mà mình lặn nhiều lâu quá anh nó bị khô họng. Khô. Nước mặn lặn lâu nó khô cũng họng vậy lắm. Cái đầu gì hết. Đi chuyện chỉ có ăn cơm đâu. Đi trúng ăn trúng mình thất ăn thất rồi rồi anh. Đi chuyện về để bụng đói ngang ghé rồi lụm luôn. Anh em trong nhà không? Không cá ở thôn. Ơi. Đúng rồi. Ốp mà nó thơm thiệt. Thơm phức à. Cái thịt cá nó không mà không mềm nó ngầm. Nó dẻ rồi. Dẻ cứng. Nếu hơi nó cảm nhận là không bất có khó có mùi vị tanh luôn. Thì rất là nhiều anh em thắc mắc hỏi anh Hậu có phải em ruột anh Trầm không? Thì Hậu với anh Trầm là cô ông cậu ruột, đúng không? Ừ, đúng rồi. Mẹ của Hậu là em ruột của ba anh Trầm. Em Út. Hôm nay thì Danh cũng giải đáp thắc mắc luôn. Vô. Làm cá đi. Không có nước nước gì làm lấy gai ngon. Chua ha. Chua ha, ngọt ngọt. Năm anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye.